được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, tên, đố anh Huy đây là cá gì? Rồi, cá gì lạ dữ ta? Ở trời thôi, cá nục, yeah. Thì em chỉ đùa với anh Huy thôi. Đối với anh Huy á, các loại thực phẩm và đặc biệt là các loại cá thì chuyện nhỏ đúng không? Ừ, đúng rồi Ngọc Hương nha. Ngọc Hương biết không, cá nục này nè, ngoài cái việc chế biến món ăn rất là bổ dưỡng nè, ngoài ra cá nục còn mát và lành tính nữa. Anh rất là thích loại cá này đó. Anh Huy biết không, tại vì sáng nay đi chợ em thấy cá nục tươi ngon quá chừng luôn. Biết anh Huy thích ăn nên em mua biếu tặng anh Huy đó. Ừ, cảm ơn Ngọc Hương rất là nhiều. À mà nè, nhân chủ đề món ngon mùa Giáng sinh hướng về các món đầy chất dinh dưỡng cho gia đình, thôi anh Huy giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay một món chế biến từ cá nục, hay chịu không? Em đồng ý hai tay luôn. Món ngon vui Giáng sinh, nhưng mà đặc biệt á là trong mùa Giáng sinh này Ngọc Hương nghĩ là tất cả mọi người sẽ rất là bận rộn bởi vì không có nhiều thời gian đâu. Vậy thì anh sẽ chế biến thật là nhanh và chỉ trong tích tắc thôi, chịu không? Đồng ý. Kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chuẩn bị món cá nục sốt thơm quý vị nha. Để chế biến món này cho 4 người ăn thì chúng ta đi chợ mua khoảng nửa ký cá nục chuối, nửa trái thơm, hành lá, ngò rí, hành tím băm, ớt băm, bột năng, một số gia vị thông dụng và cuối cùng không thể thiếu bột tẩm khô chiên giòn, Aji Quick. Trước hết là chúng ta phải sơ chế cá thật là sạch. Cá nục mua về chúng ta làm sạch tất cả và móc ruột ha cho kỹ, sau đó cắt bỏ cái vảy xung quanh thì chúng ta sẽ cắt song song với nhau. Em biết rồi. Khi mà mình cắt cá nục như vậy á, lúc mà mình ướp gia vị á thì sẽ thấm vào trong thịt cá. Đúng rồi. Tiếp theo, đầu hành lá chúng ta sẽ đập ra để chúng ta cho vô cái bụng cá này. Anh sẽ cho một ít tiêu vô nè, cho thơm nè, rồi nhét hành vô. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đập một ít đầu hành lá và bỏ vào trong bụng cá kèm một ít tiêu. Như vậy sẽ khử mùi tanh của cá và làm cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn. Bây giờ thì thơm, chúng ta sẽ cắt hạt lựu thật là nhỏ để làm sốt. Sau khi chúng ta cắt thơm ra một ít để cắt hạt lựu nhỏ làm sốt thì phần thơm còn lại chúng ta có thể băm nhỏ ra và vắt lấy nước, sau đó lược lại và sử dụng khoảng 2/3 chén nước thơm để làm sốt. Nước thơm anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Aji Quick ướp thẳng vào trong cá này. Và khi ướp, các bạn cần lưu ý một điều là chúng ta sẽ cho tất cả những cái kẽ nãy chúng ta vừa mới cắt nè, cho bột thấm vô phía trong. Ngọc Hương nhớ điều này nha. Chắc hẳn là quý vị khán giả đã kịp thời ghi lại những điều mà đầu bếp Thanh Huy vừa chia sẻ với tất cả chúng ta. Đó là chúng ta sẽ ướp bột tẩm khô chiên giòn Aji Quick thật kỹ vào cá. Và đặc biệt là ở những chỗ mà chúng ta đã khứa cá như lúc đầu quý vị nhé. Làm như vậy, cá của chúng ta sẽ thấm đều gia vị, giúp món ăn sẽ ngon hơn. Ủa mà anh Huy ơi, trong bột tẩm khô chiên giòn Aji Quick là có sẵn gia vị luôn hay sao mà em thấy anh chỉ cần ướp với bột hả anh Huy? Bột tẩm khô chiên giòn Aji Quick có một cái tiện lợi rất là tốt, đó là đây là loại bột khô, chúng ta khỏi cần phải pha thêm nước khi mà ướp vô bất kỳ cái thịt miếng cá nào đó. Điều thứ hai là trong đây đã có sẵn gia vị, do đó khi mà ướp thịt, ướp cá chúng ta khỏi cần phải ướp thêm bất kỳ loại gia vị nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp cả hai việc một lúc. Đây, anh đã sử dụng cái chảo dầu. Song song với việc đợi dầu nóng thì anh em mình sẽ làm sốt. Cho dầu vô nè. Cho toàn bộ hành tím băm vô nè. Rồi, cả ớt nữa. Tiếp theo là thơm lúc nãy. Sau khi xào thơm lên hỗn hợp này thì chúng ta lần lượt sẽ nêm gia vị vô. 1 muỗng đường nè, nửa muỗng cà phê muối nè, 1/4 muỗng Ajinomoto nè, đảo đều lên. Sau đó chúng ta cho khoảng 2/3 chén nước thơm. Trước khi cho hành ngò băm nhuyễn vô thì chúng ta sẽ cho cái bột năng pha loãng một chút xíu nước để chúng ta làm sánh cái sốt này lại. Rồi, bây giờ tiếp cho hành ngò vô nè. Tắt lửa được rồi đó Ngọc Phương. Dạ. Công đoạn làm sốt đã xong rồi, bây giờ dầu cũng vừa nóng tới, anh em chúng ta sẽ cho cái cá vô chiên nha. Dạ. Còn một điều Ngọc Hương phải lưu ý là khi chiên cá thì chúng ta kiểm soát lửa, lửa không được lớn quá, Ngọc Hương nhớ nha. Em sẽ ghi nhớ điều này, quý vị khán giả hãy cùng ghi nhớ với Ngọc Hương nhé. Đó là khi chiên cá chúng ta không chiên lửa lớn quá quý vị nhé. Sau khi chiên xong thì em thấy nè, da cá vàng, giòn đều và đảm bảo là không bị mất nước bên trong nữa đó. Cá mình chiên nãy giờ rồi chín chưa hả anh Huy? Bây giờ thì em thấy cái da nó sao rồi? Nó vàng rồi. Vàng, giòn và đảm nữa. Bảo là đúng rồi. Bây giờ chúng ta có thể tắt lửa để cho ra dĩa được rồi đó. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận cho cá nhẹ nhàng ra, kẻo cá bị gãy nha. Dạ. Chúng ta sẽ cho ra dĩa có giấy thấm dầu. Bây giờ anh sẽ cho một phần sốt ra dĩa như thế này.
chúng ta có thể cho sốt chế lên cá, nhưng mà ở đây anh Huy sẽ cho sốt nằm phía dưới. Bởi vì sao? Cá chúng ta chiên giòn rồi mà sốt chế lên thì sẽ làm cho da cá mất giòn thì sẽ không ngon. Chúng ta sẽ chế sốt ở dưới và có thể múc một chén sốt đi kèm. Để trang trí cho cá đẹp thì chúng ta cũng có thể cho thêm một tí màu xanh lên. Như vậy là hoàn tất rồi đó. Hoan hô anh Huy, đúng là món ngon vui Giáng sinh mà thời gian chế biến chỉ trong tích tắc mà thôi. Anh sẽ gắp một miếng cá cho Ngọc Hương thử nha. Dạ, em đang rất là nóng lòng đây. Đây, cả một miếng sốt nữa. Cảm ơn anh Huy. Thơm quá anh Huy ơi. Cảm nhận của Ngọc Hương á, khi mà cắn vào một miếng cá, đầu tiên á là da cá vẫn còn giòn giòn nè, thịt cá thì ngọt mềm, và đặc biệt á là cá đã thấm bột tẩm khô chiên giòn Aziquick rất là vừa ăn. Còn sốt á hả thì vừa chua chua nè, vừa ngọt ngọt nè. Ngọc Hương nghĩ á, ăn cái món cá nục sốt thơm này với cơm á, chắc là Ngọc Hương phải ăn mấy ngày luôn á anh Huy. Món ngon vui Giáng sinh. Cảm ơn anh Huy đã hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả. Món ngon vui Giáng sinh là cá nục sốt thơm, thời gian chế biến chỉ trong tích tắc thôi. Vậy thì quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng vào bếp và đừng quên chia sẻ về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư quen thuộc, hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.